Chào mọi người trở lại với kênh của mình ha. Thì nay anh Phúc ảnh đang cho gà ăn mọi người. Thì đây ảnh có trộn thêm con men vi sinh bên hội của mình ha. Ảnh đang làm à, đủ ha. Đây, mọi người hỏi trộn men như thế nào cho gà ăn đó mọi người. Men mình thì rất là thơm ha, nó có ván mẹ tên nè mọi người. Còn bên đây là men tỏi nha. Anh đã lấy con men này, nó có tỏi rồi có thêm tép vô nó, mình vỏ tép mọi người. Vỏ tép á, mình lấy canxi ra cho nó ăn. Đó, có để bổ sung canxi vô ha. Rồi anh chế vô men. Rồi đó, rồi. Đó có tỏi nữa mọi người. Rồi, tỏi xay nhuyễn nha. Rồi anh ủ đó đó. Ủ với con men này. Ủ với men này để kín lại. Như trời lạnh như thế này nè, thấy không? Mọi người thấy không? Sân nói chung là chăn nuôi mà nước mưa xuống nữa thì nó dơ rồi. Thì giờ ổng sẽ trộn với men tỏi cho nó ăn cho nó ấm bụng gà nha mọi người. Tốt, ăn tỏi tốt không gì hết. Nó ăn tỏi nhiều không sao. Mà xay càng nhuyễn càng tốt. Anh xay nhuyễn nó đủ rồi nha mọi người. Nè anh ủ bao lâu rồi anh Phúc? Lâu rồi, anh ủ này tìm mùa đi đàn mùa rồi đến giờ. Anh ủ anh có kết hợp thêm vỏ tép nữa mọi người, để bổ sung canxi cho gà. Ví dụ như mình ở nhà mình bằng tép á, mình lấy cái đầu ra mình bỏ vô ngắm. Mình đâu có phải mua tép nguyên con đâu mình sợ. Đúng không? Thì cái con men này nó sẽ ủ hết tất cả ha. Cá, tép, đồ. Mình cứ có gì mình muốn bổ sung lượng gì đó thì mình ủ thôi. Ví dụ mình bỏ cá vô mình ủ, xong rồi ra mình làm hành đảm. Nè tỏi nè, sắc tỏi nè. Thì bữa nào mình sẽ quay một clip và ủ cụ thể cho mọi người nha. Thì giờ đây nè, thấy mọi người, đây là tỏi nha. Tỏi nè. Đầu tép nè, nó bắt vỏ tép này nè, ủ luôn cái gì đâu. Rồi cho ăn. Rồi trộn vô. Trộn đều lên, đều lên là được rồi. Anh nói gà anh nhiêu ngày anh Phúc? Gà anh... gần 50 ngày rồi đó. 50 ngày thì mình cho ăn lần bao nhiêu hả? Ăn một lần á là nó ăn một hai xô này nè, hai xô trắng này nè. Cái này là ảnh nuôi rồi, gần 5.000 con lận ngàn, 4.000 mấy. Thì anh cho ăn như đây nha, chứ không phải nó 1.000 nha mọi người. Cái này gà tre anh bún được á. Ảnh nuôi gà tre. Chọn mấy bạn là đưa tay vô nha, chứ để đừng sau này cái món cái thức ăn á vô có khóe này hư khóe mình luôn á, tốt nhất là phải đeo bao tay vô, đừng có để hư khóe móng mình. Còn ăn thì mình nên đeo bao tay vô nguy hiểm, lâu ngày vài tháng thì nó sợ, chứ bữa thì nó không sợ, nhưng sợ đường dài thôi. Đây gà này còn hơi nhỏ nên chưa có cho ăn ướt, chỉ cho ăn áo như này thôi. Dạ bao nhiêu ngày mới cho ăn ướt anh? Thường là gà nồi là anh năm mấy ngày, là năm mấy sáu ngày ăn ướt rồi. Gà tre này anh chưa được đâu, tại nó còn anh sợ đường ruột nó hơi yếu quá nên là anh cho ăn khô. Hai xô này là được bao á, hai xô này được bao hoặc là bao được ăn á. Thì ra gần 60 ngày rồi mọi người, 60 ngày thì mình có thêm bắp này kia vô cho nó ăn, bổ sung nhiều chất vô. Nó bụng rồi đó, nghe dỗ dỗ rồi nó kêu rồi ha. Đây cái chuồng gà nồi của ảnh mình vào nó mọi người. Dỗ dỗ rồi nó chạy ra nó kêu thì kiếm liền à. Gà nồi của anh vào á. Còn bên kia mấy khu nữa nha mọi người. Bên dãy đó mấy khu nữa. Đây có con trăng. Trăng để có gà nào mà nó có vấn đề gì anh thả vô. Dạ quý hậu quả. Dạ. Chứ bỏ ổ. Chung trời cũng mưa gió thì mình cho kết hợp thêm tỏi vậy cho nó tốt thôi. Đừng ngủ. Đúng gì. Thì giờ video cho ăn thì mình cũng quay nhiều rồi. Mỗi người cho ăn mỗi cách thôi. Tại vì có một số người không dám nói cho gà ăn men, nó ăn men rất là tốt. Ăn tâm đi, nó thêm men này thì cho ăn thoải mái nha. Bổ sung vô gà nó tốt chứ không gì, tốt đường ruột.
hai chuồng của ảnh thì thông luôn, ảnh để cho thông luôn, anh không có ngăn ra, tại vì nó cũng có bầy ra. Anh làm gì cũng làm lượt hết tổng đàn. Chăn nuôi lây quay là tới giờ cho ăn rồi. Này là cử chiều nha mọi người. Giờ cũng 2 giờ mấy gần 3 giờ rồi. Giờ này cả tre. Tre nó hơi nhát hơn giờ nào rồi. Ở quê mình thì cho ăn như thế này là đa phần, còn nước thì đa phần người ta có máng tự động hết rồi. Còn anh Phúc ở đây chưa có đầu tư. Có máng tự động thì nó khỏe hơn. Còn cho ăn thì đa phần dưới quê mình cho ăn giống nhau. Có nhiều bạn ở nhiều vùng miền khác, cô chú ở vùng miền khác thì làm hệ thống máng cho ăn này kia thì nó cũng tốt thôi, nói chung là nó tiết kiệm được thời gian của mình, công sức của mình. Nếu mà mình cho gà ăn tỏi thường xuyên á là mình kháng được nhiều bệnh, phòng được nhiều bệnh lắm á, mà đỡ tốn tiền bác sinh lắm. Tốt nhất là nên cho ăn thường xuyên. Mà ăn đừng ăn buổi trưa nắng nha, tại vì này tỏi thì có tính nóng rồi, mình phải ăn một là sáng sớm hay là chiều mát mát. Thì nếu mà sáng mình đi kháng sinh đi, trưa mình đi thuốc bổ điện giải, chiều mình cho ăn tỏi lại thì con gà mình rất là khỏe. Tối mình cho chơi kết hợp cho ăn được không anh? Được luôn. Cái tối mình cũng đổ cho ăn nguyên, mình làm sao cũng được cho ăn á. Tỏi là không sợ. Tỏi thì không tốt, đụng tốt bất kỳ à. Yên tâm. Tỏi là tốt. Giờ mình hay ủ, mình ngâm thêm những cái gì đạm hay gì bất cứ gì mình trộn cho ăn luôn. Tại vì ở này là men vi sinh mà đâu mình đâu sợ đâu. Cứ thoải mái. Thì có mình sẽ ra cố gắng ra cái clip ủ tỏi, men tỏi hoặc là ủ đạm cá cho mọi người ha mọi người. Đây thì anh Phúc có đủ sẵn trước rồi. Nếu mà gà ăn được men tỏi này đó là phân của nó là tốt, phân nó tốt, giữ nó tốt. Phân nó giống như phân này nè. Tốt dữ lắm. Này nè. Cái cục này nè. Là nó ăn ra là phân nó đi ra kiểu này luôn mà, tốt dữ lắm tốt. Nên các bạn đừng có sợ mà nói là ăn tỏi mà nó không có tốt, chỉ cho ăn thoải mái. Thậm chí mà mình nếu mà mình mà có không nữa, cái mình tỏi á, cái mình xay ra, cái mình bỏ nước lọc mình được nữa, nước lọc mình thôi, mình xay ngâm lọc quá chừng 2 tiếng, lấy cái nước đó đem cho gà uống. Còn cái xác tỏi đó mình trộn với ăn chấm hành cũng tốt luôn. Cách nào cũng được, miễn nó cho tỏi vô là nó tốt thôi. Cái đó thì nguyên thủy nguyên chất luôn, không có khỏi ủ. Mình ngâm nước xong rồi mình lấy cái nước trắng đó mình cho gà ủ. Giờ lấy cái tỏi xác tỏi đó mình mới cho vô ăn. Thì không sao hết, cái nào cũng được. Miễn làm sao cũng được, miễn có làm rồi được rồi. Giờ bao nhiêu ngày mình cho ăn tỏi được anh? Anh hồi đó nha là 5 ngày tuổi anh cho nó uống rồi đó. Nước ha. Uống nước rồi đó. Là ban đêm á. Tại mùa lạnh đó xong anh mới cho uống. Là anh ủ giống nãy men của anh nãy á, anh pha vô nước lúc năm mà tủ luôn cho uống ban đêm, thay vì anh cho uống ban đêm anh cho uống kháng sinh không cho, không đổ và khỏi đủ. Và ban ngày đi kháng sinh thôi. Thì con gà mình đã tốt, phân nó khô dữ lắm con, mà giảm mùi hôi nữa, còn giảm mùi hôi nữa nha. Nó men nó tốt lắm. Chứ mà ăn tỏi gà tốt, không sao hết. Còn anh có kết hợp thêm cái canxi nữa mọi người, rồi trong vỏ tôm vỏ tép á. Thì với cái đó thì mình bỏ vô men thì nó tăng tốc độ phân hủy ra, tạo nguồn canxi. Mình bổ sung canxi gà nó cứ mong cứ xương nó đâu gì đâu. Nó làm tăng quá trình phân giải của cái vỏ gà mọi người. Anh Phúc gà ảnh đang bị đường ruột hơi yếu, ảnh mới kết hợp cho ăn tỏi thêm. Chứ nhiều người thì nhiều khi người ta cũng không có cho, nhưng mà tùy cái đàn gà của mỗi người nha. Có cách chăm sóc riêng biệt hết.
nhưng mà tốt nhất thì mình nên bổ sung tỏi, canxi, các vi lượng, magie, kẽm, mangan này kia đủ mọi người. Con gà mình nó phát triển một toàn diện, rồi chất xơ, cỏ. Hoặc, nếu mà 60 ngày tới đây thì mình có thể độn thêm bắp để mình giảm tiền thức ăn lại cho da con gà nó vàng. À, thịt nó săn chắc hơn. Gà này thì chưa mấy ngày thì ghe thì vậy thôi, nó nhỏ nhỏ vậy thôi, nó chưa phát. Ngày vậy cho ăn chắc cũng tầm 20 phút xong hết phút. Máng lẩu này kia ảnh set up hết rồi, ảnh set up sẵn hết rồi, anh như là ảnh sắp đặt sẵn hết rồi. Bây giờ chỉ đó tới đó đổ lìa rồi sao quen hết, tùy tình hình mà mình kết hợp thêm không được. Thì hôm nay mình cũng giới thiệu sơ mọi người cách cho gà ăn thêm tỏi của cho anh Phúc ha. Rồi thì video của mình cũng kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ha. Chúc bà con làm ăn phát tài phát lộc và sự như ý.